Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào bà con ngư dân khắp cả nước. Bên em chuyên cung cấp máy bộ đàm, máy định vị, máy dò cá, máy y cơm, máy nhận dạng AIS, phao nhận dạng AIS và tất cả các linh phụ kiện của ngành điện tử hàng hải. Bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0948909941 hoặc bà con kết nối Facebook Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc. Bên em sẽ ship cho bà con mọi miền Tổ quốc với phương châm giá tốt nhất và cạnh tranh nhất có thể. Cảm ơn bà con ngư dân đã ủng hộ em trong thời gian qua. Cảm ơn. Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc kính chào tất cả bà con nha. Trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách reset máy trên máy dò cá Honda HE61C. Thì trong khoảng thời gian mà chúng ta sử dụng á, mà chúng ta có chỉnh sai thông số kỹ thuật nào trên máy á, mà chúng ta không biết cách để mà chỉnh lại á, hoặc là vì lý do nào đó mà chúng khi sử dụng chúng ta cần reset máy đi quay lại cái chế độ cài đặt mặc định của máy á, thì chúng ta thực hiện như sau nè. Chúng ta sẽ vào trang menu. Ấn giữ nút menu để vào trang menu thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống cái mức trở về xuất xưởng nè. Di chuyển trở về cái cột trở về xuất xưởng. Thì khi mà chúng ta bấm thì vào cái phím như cái con trỏ bên phải thì máy sẽ cho chúng ta hai sự lựa chọn. Một là ấn vào phím con trỏ bên trái là chúng ta sẽ chấp nhận và reset cho máy trở về vị trí cài đặt ban đầu. Đó. Hai, chúng ta muốn thoát ra chúng ta sẽ bấm vào mode nó để chúng ta hủy lệnh reset máy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phím con trỏ bên trái nè. Đó. Là máy sẽ đồng ý và trở về cái chế độ cài đặt ban đầu nha. Thì sau khi chúng ta mà đã reset máy lại đó, máy sẽ trở về cái màn hình mặc định là màu nền màu trắng. Thì đây chúng ta sẽ thay đổi màu nền bằng phím F1 nè. Đó. Và thay đổi độ sáng bằng phím F2. Và tiếp theo đây em sẽ hướng dẫn cho bà con mình chỉnh lại cài đặt mặc định của máy. Vào trang menu nè. Chúng ta di chuyển xuống cái số độ sâu. Số độ sâu chúng ta sẽ di chuyển qua nhỏ nha. Thì đây là cái số độ sâu hiện tại nó thông báo chúng ta biết độ sâu bao nhiêu đó. Nhỏ hoặc trung bình. Chúng ta di chuyển qua nhỏ. Rồi bây giờ là tiếp theo là khử nhiễu. Đây chúng ta di chuyển qua số 2. Hình cá. Đây là mức hình cá chúng ta di chuyển qua mở. Hồi lực màu. Chúng ta di chuyển qua số 4. Chúng ta chọn cột màu số 4. Rồi thang đo tự động. Đây chế độ thang đo tự động chúng ta di chuyển qua tắt. Đó là cái cài đặt cơ bản của máy khi sau khi reset. Rồi chúng ta sẽ thoát ra. Thì bà con nào mà xem video mà còn cái chỗ nào mà chưa hiểu á thì bà con hãy comment xuống bình luận cho em nha. Hoặc gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0948909941, Zalo, Facebook 0948909941 và em sẽ tư vấn trực tiếp cho bà con mình nha. Bà con nào xem video mà chưa đăng ký hãy ấn nút đăng ký và ấn vào cái phím chuông bên cạnh để được thông báo mỗi khi em ra video mới nhất nè. Rồi video của em tới đây là kết thúc. Cảm ơn và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo ạ.